đồng minh của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga chết bí ẩn trong một tuần. Báo Mỹ, điều bất ngờ trong căn nhà nơi nghi phạm trèo lên mái để bàn ông Trump. Israel tập kích trên khắp Gaza, trên phòng nào cho đàm phán ngừng bắn. Nga trì hoãn sau tên lửa F-400, Ấn Độ ngồi trên đống lửa. Hai đồng minh của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga chết bí ẩn trong một tuần. Hai đồng minh của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị sa thải sẽ gây sôi gù được cho là đã qua đời một cách bí ẩn cách nhau một ngày. Tuần trước, Magomed Kandayev, một viên chức Bộ Quốc phòng Nga 61 tuổi và doanh nhân Igor Kotenikov, 52 tuổi, đã được phát hiện, đã chết. Đây là vụ việc mới nhất trong một loạt các vụ tử vong bí ẩn liên quan đến những nhân vật nổi tiếng của Nga. Eva Merkacheva, một thành viên của Hội đồng Nhân quyền Nga, cho biết trong một chuyên mục cho tờ Moscow Sky, Komsomolets vào ngày 12 tháng 7 rằng Kotelnikov đã chết trong một trại giam trước khi xét xử ở Moscow vào ngày 8 tháng 7. Sau khi cảm thấy không khỏe, ông đã bị buộc tội hối lộ các quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Nga. Nguyên nhân cái chết của ông vẫn chưa rõ ràng. Nhưng Mkacheva nói thêm rằng các nhà hoạt động nhân quyền người Nga cho biết phòng giam nơi doanh nhân này bị giam giữ thường quá đông đúc. Các phòng giam nhỏ nóng vào thời tiết ấm áp, lạnh vào mùa đông. Ngoài ra một số tù nhân ngồi đó cả ngày. cả viết, họ đã không thể cứu được ông ấy. Người đàn ông 52 tuổi đã chết, tim ngừng đập. Bà Mechaevka cho biết thêm. Kênh truyền hình VCSK OGPU, nơi tự nhận có thông tin nội bộ từ lực lượng an ninh Nga cho biết các điều tra viên FSB được cho là hy vọng có được lời khai từ Kotenikov chống lại cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nga và Ivanov, người đã bị bắt vì tội tham nhũng vào tháng 4. Ủy ban điều tra Nga cho biết Ivanov đã bị bắt vì tình nghi nhận hối lộ vào ngày 23 tháng 4. Ông đã giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga từ tháng 5 năm 2016. Vai trò của ông bao gồm quản lý tài sản, giám sát việc xây dựng các cơ sở của Bộ, cung cấp hỗ trợ y tế cho quân đội Nga và quản lý nhà ở cho quân đội. VCSK OGPU cho biết các nhân viên của Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB đã nhiều lần đến thăm Kotenikov tại trung tâm tạm giam trước khi xét xử, buộc ông phải thừa nhận tội lỗi làm chứng chống lại Timur Ivanov và một số quan chức khác của Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, Kotenikov đã từ chối, sau đó ban quản lý trại giam trước khi xét xử bắt đầu gây áp lực với ông. Ông bị đưa đến phòng giam hai ngày sau, các bác sĩ kết luận rằng Kotenikov không thể bị giam giữ biệt lập do mắc chứng bệnh mãn tính. Hãng tin này cho biết đồng thời nói thêm rằng ông đã được phát hiện đã chết vào sáng hôm sau. Newsweek không thể xác minh độc lập những chi tiết này. Một số quan chức quân sự cấp cao đã bị bắt giữ kể từ tháng 4, bao gồm Yuri Kunesov, người đứng đầu bộ phận nhân sự của Bộ Quốc phòng Nga. Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Shoigu đã bị thay thế khỏi vị trí Bộ trưởng Quốc phòng sau 12 năm nắm giữ chức vụ này. Trong một cuộc cải tổ bất ngờ của bộ này, các quan chức nhà nước Nga đưa tin Karayev qua đời vào ngày 9 tháng 7, Ông giữ chức vụ trưởng phòng kiểm tra nhà nước của Bộ Quốc phòng Nga kể từ tháng 6 năm 2023. Nguyên nhân tử vong hoặc nơi tử vong vẫn chưa được tiết lộ. Tờ báo Nga của Mosan đưa tin KDF là cấp dưới trực tiếp của Ivanov. Hãng tin độc lập của Nga The Moscow Times cho biết không rõ KDF có thể làm chứng trong vụ án của Ivanov hay không. Báo Mỹ Điều bất ngờ trong căn nhà nơi nghi phạm treo lên mái nhà để bắn ông Trump. Theo New York Post, Căn nhà mà nghi phạm trèo lên mái để bắn ông Trump là nhà xưởng. Căn nhà này được cảnh sát địa phương sử dụng làm trạng gác cho nhóm xạ thủ bắn tỉa theo dõi các mối đe dọa khi ông Trump vận động tranh cử. Ở thời điểm nghi phạm nổ súng bắn ông Trump, các cảnh sát có mặt ở bên trong nhà xưởng. Nghi phạm đã bắt thang và trèo lên mái nhà mà không bị ngăn chặn. Người dân địa phương có mặt gần đó quay video cảnh nghi phạm nằm trên mái nhà và bóp cò súng. Trước đó, truyền thông Mỹ cho biết, nghi phạm bị phát hiện ở trên mái nhà 26 phút. Ngay trước khi nghi phạm nổi súng, một cảnh sát địa phương đã trèo lên, sau đó trèo xuống khi bị nghi phạm chĩa súng về phía mình. Theo nguồn tin an ninh, không rõ cảnh sát địa phương có kịp thông báo cho mật vụ về nghi phạm có mặt trên mái nhà hay không. Theo nguồn tin nói, cảnh sát bang Pennsylvania có nhiệm vụ giám sát khu nhà xưởng được sử dụng làm chạm gác. Cảnh sát của bang hiện truyền lý tiếng bình luận. Trước đó, đại diện cơ quan mật vụ là Anthony Guglielmi nói, cảnh sát địa phương có trách nhiệm đảm bảo an ninh ở vùng ngoài. Theo nguồn tin, cảnh sát địa phương đã kiểm tra khu vực nhà xưởng. Nhóm xạ thủ cảnh sát không trèo lên mái nhà ở thời điểm ông Trump phát biểu để tránh xung đột với xạ thủ của cơ quan mật vụ. Vài giây sau khi ông Trump bị bắn, nhóm xạ thủ đã phản công và hạ cục nghi phạm. Không rõ các xạ thủ của cơ quan mật vụ có phát hiện Thomas Martel cross ngay trước đó hay không. Có khả năng mật vụ nghĩ nghi phạm là thành viên của lực lượng cảnh sát địa phương vì có nhóm cảnh sát bên trong căn nhà trong thời điểm đó. Israel tập kích trên khắp Gaza, triển vọng nào cho đàm phán ngừng bắn. Quân đội Israel ngày 15 tháng 7 thông báo lực lượng này tiếp tục hoạt động quân sự ở giải Gaza và đã tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào thành phố Rafah và miền trung giải đất, tiêu diệt nhiều tay súng, đồng thời thực hiện các vụ không kích xuyên suốt vùng lãnh thổ. Ngoài ra, Hải quân Israel cũng đã khai hỏa vào các mục tiêu ở giải Gaza. Trước đó, hôm 13 tháng 7, Israel đã tấn công vào thị trấn đông đúc Mawasi gần bờ biển địa Trung Hải khiến 92 người thiệt mạng. Các cuộc tấn công mà theo Israel là nhằm tiếp tục gây áp lực lên lực lượng Hamas để sớm đưa các con tin trở về nhà. Trong phát biểu mới đây, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh, chúng tôi sẽ làm mọi cách để đưa các con tin trở về nhà. Nếu chúng tôi tuân thủ những nguyên tắc này, chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận vừa giải phóng con tin của chúng tôi vừa cho phép chúng tôi tiếp tục cuộc chiến cho đến khi chiến thắng. Mặc dù vậy, các cuộc tấn công của Israel được cho là đang làm lu mờ các cuộc đàm phán mà cả Israel và Hamas mô tả là cuộc đàm phán gần nhất đến một lệnh ngừng bắn lâu dài. Mới đây, phong trào Hồi giáo Hamas phủ nhận các thông tin về việc đóng băng các cuộc đàm phán ngừng bắn với Israel sau vụ tấn công lớn của quân đội Israel vào thành phố Khan Yunis ở phía nam giải Gaza. Tuy nhiên nhóm này đã truyền tải thông tin cho các bên trung gian rằng nhóm sẵn sàng nối lại đàm phán nếu chính phủ Israel thể hiện sự nghiêm túc trong mục tiêu đạt thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi tù nhân. Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 15 tháng 7 đã gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Israel Chachi Hanegbi và Bộ trưởng các vấn đề chiến lược John Dermer để thảo luận về các thỏa thuận ngừng bắn. Trong cuộc gặp, Israel vẫn cam kết đạt thỏa thuận ngừng bắn theo các đề xuất mà Tổng thống Joe Biden đưa ra ngày 31 tháng 5. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết các bên đã thảo luận về vấn đề mới nhất trong các cuộc đàm phán ngừng bắn đang diễn ra, nơi chúng tôi đang cố gắng đạt được lệnh ngừng bắn nhằm đảm bảo việc thả con tin giảm bớt nỗi đau khổ của người dân Palestine. Như Tổng thống Joe Biden đã thông báo vào tuần trước, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận khung, nhưng vẫn còn một số vấn đề cần được giải quyết. Ngoại trưởng Blinken cũng nhấn mạnh, ngay cả trước khi có lệnh ngừng bắn, chúng ta phải làm nhiều hơn để giải quyết các vấn đề hậu cần đang ngăn cản việc cung cấp đầy đủ viện trợ nhân đạo trên khắp giải Gaza. Theo cơ quan y tế ở Gaza, chiến dịch của Israel ở giải đất này đã khiến 38.664 người thiệt mạng và 89.097 người bị thương, phần lớn là dân thường. Xung đột còn tàn phá hầu hết cơ sở hạ tầng ở Gaza, khiến phần lớn trong tổng số 2,4 triệu người dân địa phương mất nhà cửa, đồng thời gây thiếu hụt nghiêm trọng thực phẩm, thuốc men và các hàng hóa thiết yếu khác. Nga trì hoãn giao tên lửa F-400, Ấn Độ ngồi trên đóng lửa. Theo Pungari Mitali, Nga một lần nữa đã trì hoãn việc chuyển giao hai đơn vị còn lại của hệ thống tên lửa phòng không tầm xa F-400 cho Ấn Độ. Hợp đồng này dự kiến sẽ bị lùi lại thời hạn đến năm 2026, trong khi đó kế hoạch ban đầu sẽ là vào năm nay. Cũng theo trang báo, trong bối cảnh với địa chính trị phức tạp ở Tam Á hiện tại, việc Nga chuyển giao F-400 sẽ tạo thêm nhiều khó khăn cho Ấn Độ bởi New Delhi muốn sớm hoàn thành việc nâng cấp lưới phòng không của nước này. Vấn đề cần phải thực hiện hợp đồng F-400 cũng được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đưa ra dự thảo với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến công du 2 ngày đến Moscow vừa qua mặc dù phía nga cam kết xúc tiến vấn đề này nhưng vẫn chưa có mốc thời gian cụ thể cho việc bàn giao sớm một quan chức quốc phòng ấn độ chia sẻ ấn độ đã yêu cầu phía nga trong các cuộc đàm phán gần đây đẩy nhanh về việc giao hàng để đáp ứng các kế hoạch của không quân ấn độ đáp lại nga cam kết sẽ xem xét vấn đề này theo mốc thời gian mới của Nga, việc chuyển giao các tiểu đoàn S-400 thứ tư và thứ năm sẽ diễn ra lần lượt vào tháng 3 vào tháng 10 năm 2026. Mặc dù Nga không nói rõ nguyên nhân việc trì hoãn chuyển giao tên lửa, nhưng sự chậm trễ này ít nhiều liên quan đến xung đột ở Ukraine. Năm 2018, Ấn Độ đã ký một thỏa thuận trị giá 5,43 tỷ đô la Mỹ cho năm tiểu đoàn S-400, ba tiểu đoàn đầu tiên được Moscow chuyển giao và chúng đang được ở các khu vực biên giới phía đông và phía tây Ấn Độ nhằm đối phó với các mối đe dọa từ Trung Quốc và Pakistan. Hệ thống S-400 với khả năng tác chiến linh hoạt có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, máy bay chiến đấu và UAV của đối phương bay cách xa tới 400 km. Ngoài xung đột Ukraine, những khó khăn trong việc thanh toán hợp đồng cũng dẫn lên việc chuyển giao vũ khí chậm hơn. Đến tận năm 2023, vẫn có hơn 3 tỷ đô la Mỹ từ hợp đồng S-400 giữa Ấn Độ và Nga vẫn chưa thể được giải ngân. Cả hai đều đang nỗ lực tránh các giao dịch bằng đô la Mỹ nhằm tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ theo đạo luật Kasta. Những nỗ lực thanh toán thông qua thỏa thuận thông qua đồng rupee, RUP đều không thành công, dù được ủng hộ từ lãnh đạo hai bên. Việc Ấn Độ quyết tâm mua S-400 diễn ra trong bối cảnh liên tiếp xảy ra các cuộc đụng độ giữa nước này với Pakistan năm 2019 và Trung Quốc năm 2020 dọc theo các tuyến biên giới nằm trong tranh chấp. Việc bố trí các hệ thống S-400 ở dãy Himalaya có khả năng vươn tới các sân bay của Trung Quốc và bao phủ tới 80% không phận Pakistan. Mặc dù Nga không nói rõ nguyên nhân của việc trì hoãn chuyển giao tên lửa cho Ấn Độ, nhưng sự chậm trễ này ít nhiều liên quan đến xung đột ở Ukraine. Ukraine tuyên bố tịch thu toàn bộ tài sản đóng băng của Nga, 50 tỷ đô la Mỹ chỉ là khởi đầu. Trong cuộc họp với giám đốc điều hành ngân hàng thế giới, Ukraine Kuhesnat, Thủ tướng Ukraine Denis Mihan tuyên bố rằng nước này chưa từ bỏ ý định tịch thu đối với toàn bộ tài sản bị đóng băng của Nga. Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ tài chính của các đối tác, bao gồm Mỹ, Liên minh châu Âu-EU và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, Chúng tôi đã trải qua năm nay một cách tự tin. Chúng tôi đang nỗ lực để đảm bảo rằng năm tới cũng có thể dự đoán được và ổn định như vậy, ông Semihan cho biết. Ukraine dự đoán rằng việc tài trợ cho nhu cầu nước này vào năm 2025 sẽ có thể thực hiện được nhờ vào việc sử dụng các tài sản nga bị đóng băng ở phương tây. Các nước G7 trước đó đã nhất trí về một chiến lược cho phép Ukraine sử dụng 50 tỷ đô la Mỹ tiền lãi thu được từ cất tài sản này trong tương lai. Đây chỉ là bước đầu tiên. Mục tiêu của chúng tôi là tịch thu toàn bộ tài sản bị đóng băng của Nga. Ông Smihan nói thêm, ngay sau khi chiến sự Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022, Mỹ và các đồng minh phương Tây đã phong tỏa khoảng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga, phần lớn trong số đó đang được nắm giữ ở châu Âu. Kể từ đó, Kiev và một số đồng minh phương Tây đã nảy ra ý định tịch thu tài sản này và sử dụng chúng để viện trợ cho chính Ukraine. Mặc dù cho đến nay, EU vẫn chưa đồng ý yêu cầu tịch thu toàn bộ số tài sản của Nga từ Kiev và Washington, nhưng cũng đã đồng ý chuyển số tiền lãi thu được cho Ukraine. Theo thông tin từ Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, nước này dự kiến sẽ nhận được 2,5 đến 3 tỷ euro, tương đương 2,7 đến 3,3 tỷ đô la Mỹ hàng năm. Ông tiết lộ đợt giải ngân đầu tiên khoảng 1,4 đến 1,5 tỷ euro và có thể sử dụng vào đầu tháng 8 năm nay. Ukraine sẽ chi số tiền lãi nhận được từ tài sản bị đóng băng của Nga ở EU để phân bổ cho tăng cường năng lực quốc phòng và hỗ trợ các nhà sản xuất. Trong khi đó, Nga đã nhiều lần lên án mạnh mẽ phương Tây vì đóng băng tài sản của mình và nhiều lần cảnh báo rằng bất kỳ hành động nào liên quan đến tài sản của nước này sẽ bị coi là trộm cắp và vi phạm luật pháp quốc tế. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đầu năm nay đã cảnh báo rằng việc tịch thu tài sản đóng băng của Nga chỉ có thể tạo tiền lệ nguy hiểm đối với hệ thống kinh tế phương Tây. Điện Kremlin cũng cảnh báo rằng bất kỳ vụ thu giữ nào cũng sẽ gây ra phản ứng ăn miếng trả miếng từ Nga. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ tin tức mới mỗi ngày.